cái thời gian đầu nó khá là khó khăn với Phương Anh. Tại vì mình đang quen được sống cùng gia đình. Khi mà mình tách ra như vậy thì mình lại ở trong một cái môi trường nó quân đội rất là nghiêm khắc, cũng tốn khá nhiều nước mắt. Khi mà hỏi Phương Anh sao mai điểm hẹn ý, thì tức là mọi người biết đến mình qua cuộc thi đấy. Và trong lòng Phương Anh thì luôn luôn nó là một cái cột mốc rất ý nghĩa và sẽ không bao giờ mình quên. Tính đến bây giờ là 8 năm, 18 năm. Thanh xuân của con gái nó rất là ngắn, nhưng mà Phương Anh đã dành hết cái thanh xuân đó cho, thứ nhất là cho bản thân mình và sau này cho các con. Mình thấy cái điều đó mới là cái điều mình đáng trân trọng, đáng gọi là cảm kích. Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa, dù vẫn biết mai là... Đón xem Khách sạn 5 sao phát sóng lúc 12 giờ ngày 13 tháng 10 năm 2024 trên kênh VTV3.